Ním ma khỏi. Hãy cùng tiếp tục học bài mười tám tương ứng với phần tiếp theo của bài sáu quyển một. trước tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ kia đó. Nà Nà kia là ai nào là cái là là 那是什么？那是什么？cái là thầy giáo Vương，那是王老师。那是王老师。bây giờ là từ tạp chí，杂志，zá，zá。杂杂 tạp chí tiếng Trung ở đây cũng dùng từ Trung văn Trung Văn Tạp Chí Trung Văn Tạp Chí kia là tạp chí, đó 那是杂志。还 hỏi lại kia là cái gì？那是什么？那是什么？tạp chí？那是杂志。那是杂志。tạp chí gì？nguyên văn là cái gì tạp chí？ 什么杂志 bây giờ hãy nghe và nhắc lại một cách nói khác của từ tiếng anh nguyên văn là anh văn Hán 英英文英文英文 từ này cũng lịch sự hơn từ anh ngữ. Yên Tạp chí tiếng Anh hay tạp chí Anh văn. Yên vấn giá trị. Yên vấn giá trị. Là tạp chí Anh văn. Sì yên vấn giá trị. 是英文杂志。还 n 来老 c l ạ 那是什么？那是什么？那是杂志那是杂志？大志？什麼杂志？杂杂志 sớm giá trị là tạp chí anh văn là tạp chí của ai nguyên văn là là ai của tạp chí danh từ trung tâm tạp chí để ở cuối của ai để phía trước là gì Sự giá trị. Bây giờ hãy nghe phải nhắc lại cách nói từ bạn với nghĩa bạn bè âm hán Việt là bằng hữu. 朋友。hiểu. Hiểu. 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 Bạn tôi nguyên văn là Tôi bạn của bạn. của bạn. tôi, của bạn của tôi, nguyên văn là tôi bằng hữu của. Bạn của bạn. của bạn. Là của bạn mình. 是我朋友的 是我朋友的。还好来，那是什么？那是什么？那是打么？那是杂志。那是杂志。大奇迹。什么杂志？ 什么杂志辣达吉艳帆是英文杂志是英文杂志辣达吉国埃是谁的杂志是谁的杂志 là của bạn mình. 是我朋友的。Bây .是我朋友的. giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung không khó lắm. Hán ngữ Thứ ba 星期二木一八三不四那五勺六 chủ nhật sinh chi thiên đi đâu vậy chu nà nó bố ba bà, bà ngồi chùa cảm ơn xìa xìa họ trương 姓张。Mike。麦克。người nước ng nào？哪国人？bạn thì sao？你呢？học cái gì？学习什么？phát âm。发音 phát âm Chữ Hán, hán zi, Sách tiếng Trung của ai, sách Trung văn của ai? 谁的中文书? Đó là tạp chí tiếng Anh, đó là tạp chí Anh văn. 那是英文杂志 của bạn với nghĩa bạn bè. Phóng hiểu